Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì phối hợp với các văn phòng chính phủ, bộ ngành liên quan đưa vào sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, trên cơ sở kết nối, tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang sẽ cùng tham gia chương trình để thông tin đến quý vị và các bạn những nội dung trên với chủ đề sử dụng tài khoản VNEID trong thực hiện dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn đại tá đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Dân thưa đại tá, để chuẩn bị cho việc sử dụng thống nhất tài khoản VNEID do Bộ Công an cấp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 69 ngày 25 tháng 6 năm 2024 định danh và xác thực điện tử, thì Công an Kiên Giang đã thực hiện những giải pháp gì? Và xin đại tá cho biết thì đến nay tỉnh ta đã có những kết quả thực hiện ra sao trong công tác cấp tài khoản định danh điện tử ? Kính thưa quý vị khán giả xem đài, thì Kiên Giang chúng ta cũng đã có cái bước chuẩn bị rất là tốt để mà kết nối thực hiện chuyển đổi toàn bộ cái tài khoản để sử dụng duy nhất tài khoản VNEID để thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử, thì chúng ta đã thực hiện cái này hoàn thành trước thời hạn, và đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã làm sạch hơn 34.000 cái tài khoản đã được thực hiện trên cái cổng dịch vụ công rồi hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Tuy nhiên là còn một cái nội dung nữa là cái việc thực hiện tài khoản VNEID thì nó liên quan đến cái việc là các cái tài khoản định danh điện tử của tổ chức và cá nhân. Thì nội dung này tỉnh Kiên Giang chúng ta trong thời gian vừa qua thì cũng đã thu nhận hơn 900.000 cái tài khoản. Nhưng tuy nhiên là so với cái chúng ta đã kích hoạt, nhưng mà tài khoản so với cái tài khoản đáng đăng ký thì chúng ta chỉ đạt khoảng hơn 65%. Như vậy là còn một cái số tài khoản chưa được kích hoạt và đăng ký ứng dụng trên VNEID để mà tham gia vào các dịch vụ công. Đây là cái nội dung chúng ta cần phải tập trung để tiếp tục là tạo điều kiện rồi hướng dẫn rồi tuyên truyền để các cá nhân tổ chức tham gia vào việc kích hoạt các tài khoản này để tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nó thuận lợi, tạo cái sự minh bạch, có cái sự minh bạch và có cái rất là thuận lợi kể cả về kinh phí và thời gian cho kể cả tổ chức cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước ở trên địa bàn. Nhân đây thì xin đại tá chia sẻ là những tiện ích thiết thực khi mà chúng ta sử dụng tài khoản VNEID kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và khi sử dụng thì cần lưu ý những điều gì ? Như chúng ta đã biết thì VNEID là một cái ứng dụng rất là quan trọng, dần dần sẽ thông thuộc, sẽ quen thuộc với quần chúng nhân dân và các tổ chức cá nhân như chúng ta, và rất là thuận lợi, rất là tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc và cái công tác quản lý, và cái độ bảo mật cũng rất là cao. Chính nhờ VNEID mà chúng ta căn cứ vào đó chúng ta thực hiện được rất là nhiều nội dung mà có thể là rất là gần gũi mà trước đây chúng ta rất tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể là khai báo tạm trú, tạm vắng, khai báo về việc chúng ta thực hiện các cái dịch vụ về đăng ký xe, rồi đăng ký chúng ta đăng ký về các dịch vụ liên thông đối với cấp giấy khai sinh, rồi cấp đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, rồi cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi, hoặc là đăng ký khai tử cho một số trường hợp, rồi là xóa đăng ký thường trú và thực hiện các cái chế độ về mai táng phí, mai táng tử tuất vân vân. Và một cái nội dung nữa là chúng ta thấy là khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
bằng cái tài khoản VNeID thì chúng ta rất là thuận tiện là chúng ta không phải khai báo nhiều lần, bởi vì chính cái đường việc là định danh và xác thực điện tử là tạo điều kiện cho tất cả các mẫu trên cái hệ thống thì chúng ta không phải điền nhiều lần, chỉ cần một lần chúng ta đăng nhập là những cái lần chúng ta thực hiện các cái thủ tục trên môi trường điện tử ra rất là thuận lợi. Và các cái tính năng của VNeID trong thời gian sắp tới cũng như là trước đây chúng ta đã có và tiếp tục bổ sung đó, thì cái thứ nhất là cái chúng ta thấy là cái tích hợp các cái thông tin cá nhân trên cái VNeID, chúng ta không cần phải mang theo bản giấy gì rồi, giấy khai sinh, giấy kết hôn, đăng ký xe, giấy phép lái xe. Kể cả một số cái nội dung sắp tới thì chúng tôi sẽ thực hiện luôn là những cái nội dung về thực hiện các cái giao dịch cụ thể trong ngân hàng thì sắp tới sẽ thực hiện luôn trên VNeID. Thì cái này cũng đang cải cách, và sắp tới nữa là có một cái rất là mới là chúng ta sẽ được cấp cái lý lịch tư pháp ngay trên cái ứng dụng VNeID. Chúng ta không cần phải đến cơ quan nhà nước, không cần phải trực tiếp tiếp xúc với cán bộ quản lý, rất là thuận lợi. Thì để sử dụng cái hiệu quả cái này thì trước tiên là chúng ta phải có cái tài khoản và phải được kích hoạt, mà chúng ta sẽ được xác thực định danh rất là rõ ràng. Nếu mà trong quá trình thực hiện có khó khăn gì thì tôi cũng đề nghị là bà con quần chúng nhân dân nên là liên hệ trực tiếp với lực lượng công an xã, công an phường, công an thị trấn nơi gần nhất để được hướng dẫn. Thì cái này trong hệ thống lực lượng công an là chúng tôi rất là sẵn sàng và luôn luôn là tạo điều kiện thuận lợi nhất để tạo điều kiện cho các cái tổ chức cá nhân tham gia kích hoạt rồi định danh rồi thực hiện các cái ứng dụng VNeID trên các phương tiện của cá nhân và các tổ chức của mình để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến nó thuận lợi nhất. Thưa đại tá, như đại tá vừa chia sẻ thì có thể thấy thì chúng ta có rất là nhiều tiện ích thiết thực khi mà sử dụng tài khoản VNeID. Như vậy thì tại tỉnh Kiên Giang, các dịch vụ công và thủ tục hành chính nào thì chúng ta đã được triển khai sử dụng định danh điện tử VNeID? Và nhân đây thì xin đại tá có thể giải thích cụ thể hơn về các biện pháp bảo mật và an toàn thông tin được áp dụng để mà đảm bảo dữ liệu cá nhân của người dân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử này ạ. Thưa quý vị khán giả, thì đối với cái VNeID thì chúng ta thực hiện theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn chung của các cái cơ quan chuyên môn, đặc biệt là của Bộ Công an và các cái bộ ngành chuyên môn. Hiện giờ là VNeID thì có 23 cái tiện ích rất là cụ thể. Thì cái việc thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến hay là những cái tiện ích mà VNeID mang lại thì cũng có những cái nội dung mà chúng ta rất là cần quan tâm, đó là cái VNeID đã được chuẩn bị và được triển khai rất là chu đáo và tính bảo mật rất là cao. Cái này thì báo với quý vị khán giả là chúng ta hết sức yên tâm đối với cái ứng dụng này, bởi vì cái ứng dụng này trên điện thoại chúng ta thì đã được bảo mật về dữ liệu cá nhân cũng như là về cái quá trình liên thông ở các cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cơ sở dữ liệu về căn cước công dân hay là cái hệ thống định danh điện tử của chúng ta thì rất là bảo mật, rất là cao với những cái công nghệ rất là tiên tiến được Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đặt ở Bộ Công an thì quản lý thường xuyên và cái độ tin cậy rất là cao và cái độ xử lý cũng rất là nhanh bởi vì theo những cái công nghệ tiên tiến hiện giờ. Thì quá trình đó thì để đảm bảo an toàn thì chúng ta cũng phải có cái ý thức bảo vệ và chúng ta cũng phải hết sức là quan tâm đến cái việc là cảnh giác đến các cái hành vi xâm hại đến cái VNeID, kể cả việc giả mạo VNeID trong quá trình chúng ta thực hiện các cái nội dung ở trong quá trình của mình, trong quá trình cái sản xuất rồi học tập nghiên cứu chúng ta. Thì trong quá trình này thì chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta cũng hết sức cảnh giác đối với một số cái trường hợp là giả dạng để mà đề nghị chúng ta chuyển giao VNeID của mình, cái tài khoản của mình, cái ứng dụng của mình trên đấy, chia sẻ thông tin, chia sẻ dữ liệu của mình. Đặc biệt nhất là không có chia sẻ cái tài khoản định danh cá nhân của mình cho bất cứ người nào. Để có thể là chuyển giao này là rất là nguy hiểm bởi vì nó ảnh hưởng đến cả cái quá trình chúng ta là bị chiếm đoạt toàn bộ tài khoản thì những cái công việc cá nhân của chúng ta sẽ bị xâm hại rất là nghiêm trọng.
và chúng ta luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới từ Bộ Công an, đặc biệt là trên ngay trên VNEID cũng có những cái cập nhật thông tin cảnh báo đối với cái việc đảm bảo an ninh an toàn thông tin, là chúng ta thực hiện theo hướng dẫn đó và nghiêm túc thực hiện, cũng như là tuyên truyền cho mọi người đều nắm được cái này để chúng ta cảnh giác. Như đại tá vừa cho biết thì có thể thấy trong quá trình mà sử dụng thì cũng có những cái hiện tượng là giả danh để mà liên quan đến bảo mật tài khoản của mình. Và thực tế hiện nay thì chúng ta đã và đang có cái tình trạng là đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân để hướng dẫn cài đặt VNEID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử để mà lừa đảo. Như vậy thì ngành công an sẽ có những cái khuyến cáo gì cho người dân trong vấn đề này, thưa đại tá? Cái việc mà VNEID bị lợi dụng thì báo với quý vị khán giả là trong thời gian vừa qua là xuất hiện cũng khá nhiều, đặc biệt là một số giả dạng để mà hướng dẫn cài đặt VNEID bằng những cái hình thức rất là tinh vi, là có thể là đưa vào những cái đường link rất là giống cái đường link của Bộ Công an, rồi những cái hình thức VNEID cũng tương tự như vậy để tạo cái sự nhìn nhận nó không có rõ ràng, để một số quần chúng nhân dân mất cảnh giác rồi có thể dễ dàng bị đưa vào những cái sai sót trong quá trình thực hiện các tài khoản mình, mà dẫn đến là mất tài sản khoản, mất tài sản của mình trên đó, đặc biệt là những cái tiền bạc trong các tài khoản ngân hàng của mình. Thì quá trình mà hướng dẫn bà con, hướng dẫn nhân dân, hướng dẫn các tổ chức cá nhân để mà thực hiện cái việc đăng ký rồi định xác thực định danh điện tử rồi là kích hoạt tài khoản định danh, thì chúng tôi luôn luôn là thực hiện trực tiếp. Những cái trường hợp mà điện thoại thì chỉ có là thông qua những cái số điện thoại hết sức là tin cậy của lực lượng công an, trao đổi một số vấn đề nội dung nó hướng dẫn chung thôi. Còn cái chính là chúng ta phải trực tiếp, đối với lực lượng công an là phải trực tiếp hướng dẫn trong quá trình tổ chức cái việc đăng ký, việc kích hoạt. Thì quá trình này thì chúng tôi cũng rất mong là bà con hết sức cảnh giác, là chúng ta trực tiếp đến công an, đặc biệt là công an phường, xã, thị trấn để được hướng dẫn một cách cụ thể, không có nghe hoặc là không có thực hiện theo một số cái đường liên lạ hoặc là những cái địa chỉ không đáng tin cậy, thì chúng ta dứt khoát là không được tham gia vào đó, hoặc là không được trao đổi những cái dữ liệu riêng cá nhân của mình, nhất là đối với tài khoản định danh điện tử, những cái mã, những cái tên của mình thì hết sức là giữ gìn cho kỹ. Cái này là một cái bí mật, một cái dữ liệu cá nhân của mình, nếu mà nó lọt ra ngoài thì hết sức nguy hiểm là bị lợi dụng rất là nhanh, bởi vì các đối tượng này nó có cái kiến thức và cái kỹ năng sử dụng trên không gian mạng rất là nguy hiểm, là rất là rộng, có khả năng là gây nguy hại rất là cao, kể cả là đối với bản thân mình và những người thân trong gia đình. Do vậy là tôi cũng đề nghị một điểm nữa là khi phát hiện những vấn đề có vấn đề nghi vấn thì bà con chúng ta nên cố gắng là trực tiếp đến cơ quan công an trình báo, và chúng ta phải hỏi lại cho nó cụ thể để anh em công an có thể là giải thích thêm, có thể là thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Và chúng ta cũng hết sức tỉnh táo trước tất cả những cái lời cảnh báo, những cái lời đe dọa ngay trên mạng. Chúng ta cũng nên là hết sức chú ý cái này, vì lực lượng công an này không làm việc trên điện thoại, kể cả các lực lượng khác như là viện kiểm sát hay là tòa án, thì chúng ta không làm việc trên điện thoại, mà chúng ta phải làm việc trực tiếp một cách rất là đúng quy trình, quy chế. Do vậy là tôi cũng mong là bà con hết sức cảnh giác, và nếu phát hiện những vấn đề gì đặc biệt nữa, những cái gì vấn nhiều hơn nữa, thì cũng nên tranh thủ là thời gian để mà báo trực tiếp và có cái giúp đỡ lực lượng công an để mà chúng ta phòng ngừa cho những cái người xung quanh chúng ta và tạo nên một cái an toàn chung cho chung xã hội. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức thiết thực của đại tá tại chương trình lần này, đặc biệt là những cái khuyến cáo hết sức là cụ thể để giúp cho người dân có cái sự cảnh giác, cũng như là những biện pháp để bảo vệ tài khoản định danh cá nhân của bản thân mình. Một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá. Thưa quý vị và các bạn,
Quý vị và các bạn có những ý kiến thắc mắc, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, có thể gọi điện thoại đến tổng đài 1900 1972, bấm phím số 3 để đặt câu hỏi, hoặc có thể gửi câu hỏi về chương trình tại địa chỉ email dân hỏi chính quyền trả lời a@kiengiang.gov.vn, hoặc gửi thư về Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tại địa chỉ số 9 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, hoặc đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau khi chương trình được phát sóng thì quý vị và các bạn còn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kgtv.vn, ứng dụng KGTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.